anh như bạn tôi không kém. Ok rồi action. À, em bị kỷ viêm tay giữa từ hồi nhỏ ấy, thì từ năm lớp 1 thì là bắt đầu đợt đấy là đi tắm và nước vào tai bắt đầu bị viêm tay giữa. Đấy thì từ đợt đấy giờ là mỗi năm là cứ vào mùa hè thì bắt đầu chảy mủ. Thì đến năm lớp 12 đi khám thì họ bảo là bị viêm tay giữa. Thì bây giờ chỉ là kê thuốc, nhưng mà kê thuốc em uống thì nó không khỏi. Xong lên đại học thì được 4 năm thì em tìm hiểu qua chẩn. Và cách đây tầm độ 6 tháng thì em biết đến cái phương pháp này thì em dùng cây sao chổi. Trước tiên là em dùng cây sao chổi, em gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Sau đó thì cũng tìm hiểu qua một anh gọi là anh Sáng, anh bảo là bị viêm tai hoặc là tai nghe không rõ thì cứ lấy lan cầu đôi sừng này lan này lên đây. Đấy, em làm luôn để lan lên này. Mình cứ đánh lên, đánh tầm độ 40 đến 50 cái. Hoặc nếu không có lan cầu thì mình sẽ cào lên này. Đấy, lấy tay cào chỉ lên. Vâng, mình chỉ cào máu lên đó. Cào để máu nó vào tai. Sau đó mình sẽ dùng năm đầu ngón tay mình cào vào hốc tai này. Đấy, cào xong mới bắt đầu. Em cào xong thì lúc đấy là cũng hơi ngại, nhưng mà em thấy hơi ngại một mình làm không được. Thì hơi ngại một thời gian thì em bỏ, xong bắt đầu em lại bấm bộ thêm bộ tiêu viêm. Thì tầm độ bấm tầm độ gần 1 tháng thì em cảm nhận là tai rất là nứt. Nhưng mà khi mỗi lần nứt như thế em lại cho bông vào ngoáy thì nó lại không còn mủ nữa. Đấy. Thì sau 1 tháng thì bắt đầu ngoáy tai thì gần như là cảm giác là mình còn không còn bị viêm tai nữa. Và cũng không còn mủ nhiều. Đấy thì mình chỉ đến bây giờ thì sao? Đến bây giờ là gần như là khỏi hoàn toàn và không bị nứt nữa. Đến bây giờ là bao lâu rồi, em làm như thế bao lâu? Em làm tầm độ 1 tháng. Một tháng em cứ làm thôi chứ em cũng không để là bệnh tầm 1 tháng đâu. Ok rồi, bây giờ em làm từ đầu đến cuối là chị đây. Mở đầu em làm như này, em hướng dẫn từ đầu đến cuối. Ok, mở đầu là em sẽ đánh 6 vùng phản chiếu cái huyết này. Đó, bước thứ nhất là sẽ làm 6 vùng phản chiếu cái huyết. Bởi vì em biết là người cơ thể mình cũng khá là nhiều bệnh nên là mình phải cải thiện mình trước. Tức là em bị từ nhỏ đấy đúng không? Từ năm lớp 1 đến tận lớp 12 thì ok nhá. Đó này đúng. Em bị đấy, xong em chữa được, xong em về em khoe bố mẹ bảo ôi con chữa được viêm tay giữa. Thì là bố mẹ bảo ơ thế chú nhà mày cũng bị đấy, mày về làm cho chú. Nhưng mà chú đi làm suốt, em thì ở bên Hà Nội, em vẫn chưa về làm cho chú. Thời nào em mới đi học. Vâng. Em thấy không? Người ta đi học diễn trần khổ quá, phải trải qua một quá trình rất là dài. Trải nghiệm rồi người ta mới cuối cùng đi học thôi. Khi em mình đánh 6 vùng bay huyết thì tự nhiên người ta là mình được đi học. Đánh luôn cả vùng ngón tay. Đánh vào vùng ngón tay này và tác động. Đúng rồi. Tác động ngón tay rất là tốt. Tác động ngay tại chỗ. Vâng. Nếu mà mình có điều kiện mình cũng hơ thêm cả ngày cứu và thổi vào. Thổi ngày cứu vào. Vâng. Thì nó sẽ nhanh khỏi hơn. Thổi bụi vào đi. Mình sẽ thổi hơi. Mình sẽ quận và tí thầy sẽ hướng dẫn. Sau bao lúc làm như kiểu như cái khỏe ối này à? Ngồi thổi vào. Đúng rồi. Thổi. Xong sau đó là sẽ đánh cái vùng này lên. Bây giờ có dụng cụ rồi thì mình cứ đánh này lên. Hay không? Để mình đẩy máu vào vùng tai ạ. Bởi vì những cái chỗ mà bị viêm ấy, em được biết là những cái chỗ được viêm thì gần như là máu nó không đến được nơi, thì dẫn đến là bị viêm. Đấy. Hàng năm cứ phải dò oxy già mất khá nhiều tiền. Từ năm lớp 1 đến giờ là bao nhiêu năm rồi em? Em năm nay 25. Trời ơi, 19 năm, gần 25 rồi. 25 sống trong người học. Mà sau 1 tháng làm diễn trần. Ừ. Thường
mẫu xinh thế nhỉ, cười xong bắt đầu cào xuống. Ừ, cào xuống. Có cái cào to cào được thì mình bỏ được, hoặc là có cào cào của ba giới ạ. Ừ, cào mình cào, cào to mình cào vào, cào hướng về về tai để cho hướng về tai, đúng rồi, mình để đẩy máu về tai. Những người mà tai kém ấy ạ, mình làm cái này cũng rất là tốt. Đấy, xong rồi bắt đầu, bởi buổi sáng em cũng hay xoa tai xoa mặt đấy, thì nó cũng rất là tốt, vào tai. Vâng. Xong rồi, em chỉ làm thế thôi, còn lúc nào nếu mà người người làm mà nghe kém ấy thì mình cứ vò vò này. À nè. Vâng. Em vò này xong không biết là mình bị viêm da giữa, nhưng mà do là chắc là năm lớp 12 có mũi vo ve quay quay ở tai này, là mình nhẽ là đập này thì không đập, đập bị bốc ra đây. Thế thì chắc là do là bị cái áp lực như thế, thế xong về sau là từ cái lúc đấy là đi là mình bị đến lúc mà tức là trước đấy là bị, xong rồi nó cũng có hiện tượng là chảy, nhưng mà mình đi đi chữa bác sĩ thì cứ xịt cái nước thì cái thuốc kháng sinh vào ấy, nó xông hết tai mũi họng đau lắm, à mà nó sót mà nó kiểu mùi kháng sinh, nhưng chính vì cái thuốc kháng sinh đi vào ấy, nó kiểu rằng nó bị bí bí, nó lại càng bị chảy ra, càng bị chảy. Thế sau đó thì là đi đại học ôn chảy ngồi nó khổ lắm, cứ phải ngồi vào trong tường ấy, xong rồi xong lại phải bịt bịt cái bông cùng, đúng rồi. Thế xong rồi là thì cũng có một người ta mách cái bài thuốc dân tộc ấy, thì là cái chua với tóc người tán sao vàng hay tán nhỏ trong thổi vào thì nó cũng đỡ được thời gian, thì xong rồi xong đến lúc mà sinh con xong thì nó lại bị lại. Yeah. Lại năm ngoái thì uống kháng sinh được một đợt, thì xong rồi chỉ được một thời gian thôi, xong nó viêm tai chỉ có kháng sinh thôi. Đấy, đúng và rồi. Nó hơi kháng sinh rất là nhiều, nó hơi, em có ngửi cái mùi của nó. Có chứ, tại lúc mà xảy ra thì có, nhưng mà em cũng là bị chảy ít, không không bị nhiều. Đấy, nhiều sinh người là tối tài đấy, ngồi mà được nữa thì chị bấm thêm bộ tiêu viêm nữa thì cực kỳ là tốt. Đây em sẽ quay để thầy làm tiếp cho chị, thầy sẽ hướng dẫn cái cách của ngày cứu và cái cách dây bộ tiêu viêm. Đấy, thổi ngày cứu thì mình sẽ quấn một cái tờ bìa cứng như này này, có tờ bìa cứng ấy. Mình sẽ quấn như này, quấn mình có thể lấy cơm mình dính nó vào, hoặc là lấy cái ghim mình ghim nó vào, ghim như này, đó mình sẽ đốt ngày cứu này. Hãy làm luôn đi nha, luôn, làm luôn, luôn đi. Trời luôn. Về anh nhà em lại không biết thổi chưa dậy được. Chính ra cái đại giản thuật cũng rất là hay. Mình sẽ làm cho em một chả biết đồng hình, giờ biết đồng hình rồi. Vẫn theo 8 nguyên tắc tại chỗ, là lợi tại người đối xứ. Sao em đâu phải để nó cứ ra khói em? Đây là giống như kiểu cái khó kiểu là lúc mình lửa bốc khói. Khói như khói. Các bạn ơi. Đang làm này. À đấy, cái đấy quận quận xong là thổi vào tai đúng không? Để dày thì nó nóng tạm. Đấy, kiếm một cái tờ bìa nó dày dày, rồi sau đó mình dùng kéo mình cắt cái đầu này đi. Xong dán băng dính. Xong dán nó dính vào. Đấy, thì có kéo được. Nói chung là mình làm mình cũng cứ để tự nhiên, chả bao giờ nghĩ đến là nó khỏi. Mình sẽ làm. Vâng. Em bị tai nào? Mình sẽ thổi tai bên đối diện chứ. Đối diện. Trước khi thổi, mình thổi mạnh cái này ra, thổi mạnh vào đây để cho nó bay hết cái tạng ra, để mình thổi nó không bay vào tai. Mình chỉ thổi nhiệt thôi, nhiệt vào trong tai này. Mình thổi tai đối diện để làm gì? Nóng. Nóng không em? Tai đối diện thứ nhất là nó phòng, nó không bị lây sang tai này. Chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng sang này, thổi sang đây để chống. Hai tay thông nhau. Hai tay luôn, vâng. Thông luôn, thông nhau luôn. Tức là mình làm một nguyên tắc đối xứng ấy. Rồi, cho cái này vào trong tay xong thổi. Nếu mà tự hơi cho mình thì dùng cái kia cũng được. Dùng cái ống này. Ống nhưng mà nó nhiệt hơi nó không được vào vào bên trong. Không thì mình cứ nếu mà muốn nhiệt vào bên trong thì mình nghiêng đầu như này. À, thì cái ống nó sẽ đưa khói đưa nhiệt vào trong được.
nghiêng xuống một tí. Trẻ con thổi được chứ. Mình cứ để này. Trẻ hơi nóng nhưng mà nó nóng quá thì mình nhấc ra. Trẻ bị liên tay rượu cũng nhiều. Nhiều. Thổi này biết sao? Thứ nhất là nhiệt nó vào. Xong lại nhiệt nó khoảng vào nó sẽ làm cho tiêu diệt vi khuẩn. Nó làm sạch. Điếc thì mình cứ thử thôi, nếu điếc mà thủng màng nhĩ hay bị cái cấu trúc của nó có vấn đề, nó khiếm khuyết rồi thì rất là khó. Chị nào cũng bị thủng luôn này. Thế á? Thủng bằng đầu tăng. Tại vì chắc là do mình đập. Mũi còn là chị tác động rất mạnh. Đúng rồi. Rồi em quay tay kia. Tại mũi. Tay kia thì sao? Mình có thể mình hơ bốn xung quanh trước, hơ xung quanh trước sau đó mình thổi tay xong. Hơ này xong cũng tốt cho thận nữa. Mình hơ thì mình có thể dùng thổi cho nó nhanh hơn. Không bị chảy mủ mà chỉ có mụn trong tay cũng làm được như thế à thầy? Đang còn như vậy, có thấy nóng không? Bình thường này. Sau đó mình tiếp tục mình cuốn. Chưa là viêm tại giữa đầu tiên đúng không? Ừ. Sau là đến rụng tóc. Viêm họng em cũng đến viêm rụng tóc. Rụng tóc. Dạ. Em gạch thôi. Em gạch xuống. Sao chỗ? Mà em chỉ ngồi này xong em gạch. Nóng. Nóng ấy. Em chỉ nóng là do nó bị nóng. Em nóng lên thổi nhiều thì nó sẽ nóng. Và nữa là do cái thành này nó nóng. Lạnh lạnh này em bị. Nên phải dùng bìa dày một chút. Đây là dày. Đó mình nghỉ một lúc, nguội nguội rồi mình lại thổi tiếp 3 lần như vậy và mình lại thổi cái này cho nó bay hết cái tàn này đi. Đúng không? Đấy, thì nó không bị bay. Nóng ạ. Nếu mà nóng không chịu được thì... Thì nóng không? Thì tại sao? Sớm vậy. Thổi này nó thổi hơi không? Mình chưa bao giờ được thổi cái cảm giác đã cực hơi nóng vào tận sâu bên trong ấy, nó ấm lắm, đã. Mà nếu mà tai đang ngứa tai đang ngứa thổi ngày chắc các cụ không thổi bằng hương thế à, thổi cái này còn hay hơn nhiều. Vâng, hay hơn. À đúng rồi, còn trẻ con đi là người ta cứ bảo chữa là cái gì thổi vào tai đúng không, chắc là thổi cái này này. Tai mũi họng mà liên quan đến nhau ấy. Có một cái ống xịt kháng sinh vào. Không, lúc mà đứa nào ấy xong rồi đi chữa đông y không biết bảo thổi cái gì vào tai ấy. Chắc phải thổi cái này chứ. Ờ, thì sao rồi? Thông thoáng. Ok, rồi về làm như thế nhá. Vâng. Ngày 3 lần là ổn. Sẽ giống như 2 lần, sẽ 1 tháng là sẽ ổn. Rồi. Em chữa viêm họng như nào? Em chữa viêm họng thì đấy, em cũng chỉ gạch 6 vùng mặt chứ, và em cũng chỉ gạch thế này thôi. Vâng. Chưa uống chỉ cần một tí đá bắt đầu ho và đau họng. Bây giờ uống, nhưng mà uống thì uống cũng được, nhưng mà cũng mình cũng hạn chế không uống nhiều nữa. Dùng mỗi cây giò to này gạch vào chỗ của cây sao chổi đấy. Vâng. Sao chổi. Vâng. Hay quá nhỉ. Em dùng đầu dương. Em dùng đầu dương à? Vâng vâng. Sáng dậy vuốt cổ mới lại để gạch này. Ngày chỉ có lần. Tùy từng người ạ, tùy từng người, người nào hợp cái gì thì làm. Cậu này cậu bị âm mà, cậu bị lạnh mà. Tai mũi họng là liên quan nhau hết. Rồi, cảm ơn. Vâng. Tạm biệt các bạn nha.